Trưa nay tại xã Tân Tiến, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà sàn của một hộ dân, gây thiệt hại gần 500 triệu đồng. Ngôi nhà bị hỏa hoạn của gia đình chị Hờ Đan Hờ Ru. Do thời tiết hanh khô nên ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đã huy động một xe chữa cháy, hai máy bơm nước cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, ngôi nhà làm bằng gỗ và các vật dụng trong nhà dễ bắt lửa nên đến 13 giờ 30 phút, toàn bộ ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại về tài sản gần 500 triệu đồng. Rất may lúc này mọi người trong gia đình chị Hờ đang đi vắng nên không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.